Cảnh sóng 7 Vlog mến chào cô chú anh chị và bạn nha. Thì chiều hôm nay nhằm ngày 8 tháng 10, mưa như chút xuống nhiều giờ ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, biến thành sông. Cơn mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ vào đã khiến hàng loạt khu vực đường ở Hữu Đức ngập nặng nha chú bác. Thì chiều hôm nay cũng là nhằm ngày 8 tháng 10 2024, mình lại cập nhật cái tình hình mưa ngập ở nhiều khu vực thành phố luôn nha. Quá chèn rồi. Thì cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến một loạt tuyến đường ở Hữu Đức như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Hảo Điền ngập nặng. Tại các tuyến đường quanh chợ Hữu Đức như Đặng Hữu Gành, Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam, nước ngập sâu khiến giao thông đi lại qua khu vực nhiều gặp nhiều khó khăn nha. Thì ở khu vực mình đang đứng là phường Thảo Điền, thành phố Hữu Đức nha. Theo bản tin dự báo khí tượng thủy văn thì ở khu vực Nam Bộ hiện nay rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 7 đến 10 độ vĩ bắc, kết hợp nhiều với nhiễu động gió đông trên các cao nha, tác động và gây cho khu vực Nam Bộ ảnh hưởng mưa nha. Thì qua nói chung là nhiều vệ tinh, nói chung là radar nữa nha, thời tiết và định vị xét nha, cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông nha, xét nha trên các khu vực, nói chung là ở khu vực Cần Giờ, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, thành phố Hữu Đức. Ngoài ra mưa dông khu vực các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu ở các khu vực khác nha, mở rộng qua ra phía nhiều khu vực luôn. Như ở chỗ mình đang đứng, nước đã ngập, nói chung là tầm khoảng 5 đến 6 tấc nha, có nơi lên đến 7-8 tấc. Như cô chú bác có thấy cái mấy cô chú đậu xe với phía bên kia đường không, là nước đã ngập hơn nửa bánh xe, là tầm khoảng 4 tấc nha. Xe thì lưu thông ngang khu vực này rất là khó. Có một số xe không thể nào di chuyển được, phải dắt bộ hoặc nói chung là gửi lại một số chỗ luôn. Xe hơi hay là xe tải đâu chạy ngang cái khu vực này nè, nói chung là người nào cũng phải né nhau để chạy cho dễ hơn. Thì cơn mưa kéo dài 2-3 giờ đã làm ngập nặng nhiều tuyến đường ở khu vực thành phố. Ôi ôi kìa, nước nó rút không kịp hay là sao cô bác ơi, nhưng mà tại vì mình thấy là nước mưa cho cả chút nước là 2-3 tiếng đã làm gây ra ngập nặng luôn nguyên cái khu vực. Như ở cái tuyến đường mình đang nè, ôi ôi phía kia cậu chú bác ơi, chú bác hay có thấy cái chiếc xe màu xe ô tô màu trắng không, là nó ngập tới cái phần cái cảng luôn nha, cái cảng luôn rồi đó. Có một số cô chú bác nó nói cho vui á, là này là hê một cái chiếc xuồng để di chuyển trên thành phố luôn nha. Xe đi ngang đây á là phải chạy hơi chậm, tại vì người dân đứng ở phía hai đường, hai bên đường dưới một phần là dẫn bộ nữa, nên nếu mà xe mà chạy qua xe tải hay là xe ô tô chạy quá nhanh thì sẽ làm ngã hay là té người dân luôn nha. Trời ơi, mưa thì cũng dắt này, trời này cũng dắt này giảm này, nhưng mà vẫn là xe hiệu lưu thông, nói chung là nước thì cũng chưa có giật được bao nhiêu. Một số chiếc xe kìa, xe con kìa, xe ô tô kìa, rồi chú nữa chạy xe đạp kìa.
Nhưng mà có thể là chạy xe đạp là chắc ăn nha chú bác. Tại vì xe đạp có thể là di chuyển nó nhẹ nhàng và nó dễ hơn. Còn xe Honda hay là xe Honda là có thể mà dễ bị máy móc sẽ bị hơi dễ bị hư hơn. Tại vì tới cái bô xe, cái lốc máy luôn rồi. Nước mưa thì cũng giảm rồi nhưng mà lại gây ra cái tình trạng là nước ngập ngập cục bộ luôn nguyên cái khu vực thành phố. Xe đi ngang đây rất là khó nha.
Đây mình di chuyển ra ở khu vực ngoài đường quốc lộ nha. Buổi chiều nay thì lượng xe làm về khá là đông. Nước thì cũng còn khá là nhiều. Rồi kìa cô chú bác ơi, hết hồn không? Quá tràn luôn rồi, dữ lắm luôn nha. Một số cái con đường nè, ở phường Hảo Điền nè, nước ngập khá là sâu luôn. Trời ơi, kìa, như hành sông nha cô chú bác ơi, quá tràn luôn rồi. Mình cũng kết thúc video tại đây. Cô chú và bạn nào thích clip này thì nhớ theo dõi ủng hộ kênh mình để mình cập nhật liên tục những tin tức mới nhất cho cô chú bạn xem. Hẹn cô chú bạn vào những clip sau. Xin chào, hẹn lại. Bye bye.